xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá trải nghiệm du thuyền thượng lưu trên Hồ Mắt Rồng. Để tới công viên Hồ Mắt Rồng thì các bạn cần đi dọc đại lộ Champs-Élysées của khu đô thị Danco City là tới. Khu công viên rất rộng với hàng ngàn hoa lá khoe sắc. Trong công viên còn có hàng trăm chú chim bồ câu bay lượn rất đẹp mắt. Hay là bạn có thể dừng bước ở trên cầu Melody để cho cá koi ăn. Ở đây có hàng ngàn chú cá koi với rất nhiều màu sắc đẹp mắt nhé. Và đây là bến du thuyền Monaco, điểm xuất phát để lên du thuyền. Du thuyền là một trong những thú chơi dành cho giới siêu giàu không chỉ tại Việt Nam mà còn trên khắp thế giới nha các bạn. Vậy nên trải nghiệm du thuyền tại Danco City là một trong những điều nhất định phải thử một lần trong đời nha. Đây là chiếc du thuyền Silla F34 được sản xuất tại Đức với công nghệ hiện đại, nội thất vô cùng cao cấp, sang trọng, rất thích hợp cho gia đình hoặc nhóm bạn. Du thuyền là một chiếc biệt thự di động với đầy đủ các phòng để sẵn sàng cho những bữa tiệc riêng tư cho bạn. Tầng 2 là một không gian mở, rộng rãi và đây cũng là nơi ngắm hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Quá tuyệt vời để có một bữa tiệc dành cho những đôi tình nhân hay là sinh nhật và là kỷ niệm ngày cưới, có đúng không nào? Khi đăng ký gói trải nghiệm du thuyền Danco City, bạn sẽ được phục vụ bởi thuyền trưởng tàu Viễn Dương dày dặn kinh nghiệm, lễ tân, bữa ăn phong cách châu Âu, nhạc công violin cùng thợ chụp ảnh chuyên nghiệp. Ngoài ra, bạn còn được đưa đón ra bến bằng xe limousine sang trọng. Hiện nay, du thuyền Danco City đang hoạt động 4 khung giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Còn chần chờ gì nữa mà không dành tặng bản thân và người yêu thương một trải nghiệm đẳng cấp, xa hoa bậc nhất cùng du thuyền Danco City. Các bạn nhớ đón xem những phần tiếp theo của series Top 6 những điểm vui chơi không thể bỏ qua ở Danco City Thái Nguyên nha.